Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa. Chương trình tối nay, thứ Bảy ngày 24 tháng 8, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh dự lễ giỗ tổ lần thứ 55 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh Khánh Hòa nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 95% vào cuối năm nay. Ngành du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Theo thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, trong 7 tháng đầu năm 2024, với sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm cao, Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo, đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện các mặt công tác về xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong những tháng cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Trước mắt, khẩn trương chỉ đạo rà soát các tiêu chí về đô thị, xây dựng danh mục cụ thể các dự án cần thiết đầu tư, phân kỳ đầu tư và ban hành kế hoạch chi tiết để thống nhất triển khai thực hiện. Xác định rõ nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, trái phiếu, vốn vay ODA, v.v. Bảo đảm khoa học, khả thi, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với nguồn lực của tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng dẫn xác định tiêu chí đầu tư, rà soát các dự án để các địa phương vừa đạt được mục tiêu chương trình phát triển đô thị, vừa đạt yêu cầu chương trình xây dựng nông thôn mới, tránh lãng phí, trùng lập. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch, nâng tầm vị thế quốc tế của du lịch Nha Trang Khánh Hòa, hướng đến phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đậm đà bản sắc, đẳng cấp quốc tế, có năng lực tổ chức tốt các sự kiện lớn mang tầm khu vực và quốc tế, gắn với thu hút đầu tư, nâng cao giá trị thương hiệu Nha Trang Khánh Hòa. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai và tiến độ bàn giao trụ sở, bố trí đất để thực hiện xây dựng trụ sở công an xã, ban chỉ huy quân sự xã trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch bố trí đất đai, kinh phí đầu tư nhà ở xã hội cho đối tượng này theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2024. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định giá đất, đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Tập trung xử lý dứt điểm các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, quan tâm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xúc tiến kêu gọi các dự án đầu tư về logistics, cảng biển, hóa dầu ở Nam Vân Phong và phối hợp với tỉnh Lâm Đồng đề xuất dự án đường cao tốc Nha Trang Đà Lạt theo hình thức BOT. Tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm mô hình nuôi biển công nghệ cao, hướng đến xây dựng ngành công nghiệp nuôi biển với quy mô phù hợp, kết hợp với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường biển cùng một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 55 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng. Dự lễ giỗ có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ niềm kính yêu vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây 55 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn đảng, toàn dân, bạn bè trên toàn thế giới. 79 mùa xuân của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương, đất nước, tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Kỷ niệm lần thứ 55 ngày Bác đi xa cũng là dịp để toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, luôn nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khắc phục khó khăn và đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đến thăm và trao tặng sách cho Thư viện tỉnh Khánh Hòa. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh ghi nhận nỗ lực của Thư viện tỉnh trong thời gian qua đã góp phần phát huy giá trị của Thư viện đối với văn hóa đọc, đề nghị Thư viện tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc lưu trữ, bổ sung các đầu sách, nguồn sách, đồng thời nhấn mạnh Thư viện không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là nơi quảng bá văn hóa đất nước Việt Nam đến bạn bè các nước. Tỉnh Khánh Hòa đang kết nghĩa hợp tác với một số địa phương các nước, vì vậy cần quảng bá văn hóa tỉnh, chủ động đổi mới, số hóa Thư viện, đẩy mạnh liên kết ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác các nước để có nhiều nguồn sách. Để bổ sung tài liệu quý liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã trao tặng Thư viện tỉnh Khánh Hòa 200 đầu sách các loại. Sáng nay, đoàn lãnh đạo của thành phố Nha Trang do ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang dẫn đầu đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 55 của Bác Hồ và 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn lãnh đạo thành phố Nha Trang đã kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi sức khỏe ông Bùi Xuân Phước, trao đổi, trò chuyện, nghe ông kể lại việc tìm kiếm, sưu tầm và phục dựng nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá về những mốc son trong cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình xây dựng khu tưởng niệm. Lãnh đạo thành phố sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để gia đình ông Phước tiếp tục gìn giữ, tôn tạo khu tưởng niệm, tạo địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân địa phương và thế hệ trẻ thành phố. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Nha Trang tổ chức diễn tập thực binh phòng thủ dân sự, phòng chống cháy rừng xã Vĩnh Phương năm 2024. Đến dự có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang. Nội dung diễn tập thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, vận hành cơ chế. Giai đoạn 2, thực binh triển khai các biện pháp bảo vệ và chữa cháy rừng. Giai đoạn 3, tổ chức khắc phục hậu quả, xử lý môi trường và kiểm điểm rút kinh nghiệm. Theo tình huống giả định, tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, có 6 người dân đang tổ chức đốt lửa nấu ăn tại khu vực chòi canh rẫy xoài. Sau đó dùng lửa ung khói để đốt lấy tổ ong. Do bất cẩn trong quá trình dập lửa cộng với thời tiết nắng nóng, gió lớn khiến lửa cháy lan vào khu vực rừng keo của các hộ dân xung quanh. Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phương đã nhanh chóng tổ chức báo cáo cấp trên và tổ chức lực lượng 4 tại chỗ tiến hành chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời xin hỗ trợ lực lượng phương tiện chữa cháy chuyên dụng của thành phố đến hiện trường phối hợp xử lý đám cháy. Cuộc diễn tập đã thể hiện vai trò tham mưu của các ban ngành đoàn thể cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống, nhất là tình huống cháy rừng. Bổ sung kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các cơ quan, đơn vị địa phương sát với thực tế, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch cho tỉnh Khánh Hòa vốn đầu tư công hơn 8.269 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn hơn 7.078 tỷ đồng, chưa phân bổ hơn 1.190 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ hơn 95% vào cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều vướng mắc, khiến tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong khi năm 2024 được tỉnh chọn là năm quản trị điều hành,
cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chính vì vậy, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đang nỗ lực phối hợp cùng các sở ngành và chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư hơn 20 dự án. Trong đó, nhiều dự án có vốn đầu tư rất lớn, như dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Nha Trang, dự án xây dựng cung văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa, dự án xây dựng trụ sở làm việc tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, Ban Quản lý Dự án đang tích cực phối hợp với cơ quan liên quan để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án hạ tầng quan trọng. Đến nay, hầu hết dự án đang triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra, góp phần đưa tỷ lệ giải ngân của Ban Quản lý Dự án đạt gần 350 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch được giao. Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án là hiện nay là nhiệm vụ chính và công tác khó khăn nhất của ban đặt ra. Và quá trình triển khai tất cả các dự án thì ban đôn đốc phối hợp với hội đồng bồi thường, các cơ quan ban ngành để tập trung xác định từng khâu đối với công tác giải phóng mặt bằng, từ công tác kiểm đếm, xác minh, xây dựng giá, xây dựng phương án, rồi kiểm kê, cùng với đó là giải quyết những khó khăn vướng mắc và thực hiện vận động người dân để thực hiện nhận tiền và chi trả bằng giấy mặt bằng. Hiện nay thì ban tập trung để tháo gỡ các dự án mà có công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt dự án trọng điểm. Thực tế cho thấy, trong 7 tháng năm nay, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 27% so với kế hoạch vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực tế, thấp hơn bình quân chung cả nước. Qua rà soát, toàn tỉnh có 11 dự án đầu tư công được giao kế hoạch vốn lớn, dự án trọng điểm gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư và công tác xác định giá đất thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, tính chất đặc thù của dự án đầu tư phải cần thời gian để tích lũy đủ khối lượng thực hiện và nghiệm thu trước khi thực hiện các thủ tục giải ngân. Cái khó khăn chung thì thật là các dự án lớn là thường là vướng cho giải phóng bằng thì trong đó thì trong cái giải phóng bằng đó thì cái công tác cái lớn nhất là cái giá đất cụ thể, mà hiện nay là cái giá đất cụ thể mình chưa triển khai thực hiện được do cái luật đất đai mới, thành ra là bây giờ là tất cả các dự án là kiếm tỷ trọng vốn lớn ấy, là chưa thể giải ngân được, chưa triển khai được, nên ảnh hưởng đến cái công tác giải ngân chung của thành phố. Đầu tư công có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như thực hiện các mục tiêu nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã đề ra. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ hết nguồn vốn còn lại của năm 2024, tiếp tục rà soát, điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân để bố trí cho các chương trình, đề án, dự án có nhu cầu bố trí kế hoạch vốn trong năm 2024. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã lưu ý chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án trước khi gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước cần kiểm tra, rà soát thông tin, dữ liệu kê khai trên hồ sơ, chứng từ bảo đảm đầy đủ, chính xác nhằm hạn chế thấp nhất sai sót khi thực hiện giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước. Thứ nhất là phải thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ. Thứ hai là phải tuân thủ một cái quy trình nghiệp vụ và cái thủ tục hành chính đã công khai trên các cái cổng thông tin trang cái trang điện tử của kho bạc và của tỉnh của ở các cái kho bạc huyện. Thứ ba là kịp thời giải quyết những cái vướng mắc khó khăn và hỗ trợ tích cực các cái chủ đầu tư, các ban quản lý dự án. Và thứ tiếp theo là ứng dụng hiệu quả cái công nghệ thông tin, vận hành cái dịch vụ công trực tuyến thông suốt, tuyệt đối là không để tồn đọng bất cứ hồ sơ nào tại kho bạc mà không rõ lý do.
từ nay đến cuối năm là giai đoạn nước rút để tỉnh Khánh Hòa giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ hơn 95% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Chính vì vậy, mới đây tỉnh ủy đã yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 là cơ hội để các điểm du lịch tại Nha Trang Khánh Hòa thu hút khách du lịch. Nhằm đảm bảo cung ứng dịch vụ cho khách du lịch, Sở Du lịch vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện tốt các nhiệm vụ đón tiếp du khách. Theo đó, Sở Du lịch yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng phòng chống cháy nổ, chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trang trí khuôn viên khách sạn, khu du lịch, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí. Đối với khu vực nhà hàng trong khách sạn và khu du lịch, đề nghị có phương án phân luồng, hướng dẫn trong thời điểm khách đông. Cơ sở lưu trú, khu du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước, có khu vực hồ bơi, phải đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Ngoài ra, Sở Du lịch đề nghị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định trong suốt quá trình khai thác. Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, Sở Du lịch sẽ tăng cường nhân lực, bố trí người trực điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ, sao 2258 hoặc 0947 528 000 để tiếp nhận phản ánh của du khách và bố trí người trực tại trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Hôm nay tại thành phố Nha Trang, Trường Sĩ quan Thông tin phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ X-Profile và Viện Công nghệ Giáo dục và Quản trị tổ chức hội thảo ứng dụng AI trong giảng dạy và đo lường chuẩn đầu ra. Hội thảo thu hút gần 200 cán bộ giảng viên từ các trường đại học và cao đẳng trong khu vực. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về những tính năng nổi bật dành cho giảng viên, tính năng tiên tiến của AI, bao gồm tự động tạo bài giảng, thiết kế khóa học và hỗ trợ giảng viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Các công cụ AI giúp phân tích tài liệu, tạo slide PowerPoint và chuyển đổi slide thành video bài giảng chất lượng cao, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn chuyển đổi từ mô hình dạy học dựa trên nội dung sang mô hình dạy học dựa trên năng lực. Hội thảo đã mở ra cơ hội hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng và công ty X-Profile trong việc ứng dụng công nghệ AI vào giáo dục, hỗ trợ giảng viên nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Sáng nay tại Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp cùng diễn đàn tennis Acer Sport tổ chức giải quần vợt Khánh Hòa mở rộng tranh cúp Heineken năm 2024. Diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, giải quần vợt Khánh Hòa mở rộng tranh cúp Heineken 2024 thu hút 150 đôi vận động viên đến từ các tỉnh thành đăng ký tham gia như Khánh Hòa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ, đôi nam. Giải quần vợt Khánh Hòa mở rộng tranh cúp Heineken 2024 được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu quần vợt, nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các hội nhóm và các thành viên trong cộng đồng quần vợt Việt Nam. Giải đấu cũng là cơ hội giúp các vận động viên có thêm kinh nghiệm để tham gia các giải phong trào trên toàn quốc, đồng thời thông qua đó tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố biển Nha Trang đến với bạn bè gần xa. Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức bế mạc hội thao ngành thông tin và truyền thông lần thứ 13 năm 2024. Sau 2 ngày diễn ra các trận tranh tài sôi nổi hấp dẫn, ban tổ chức đã trao các bộ huy chương cho các cá nhân, đôi vận động viên, tập thể đạt thành tích xuất sắc các nội dung môn thi. Tổng kết toàn đoàn, đơn vị VNPT Khánh Hòa đoạt giải nhất, Đài Phát thanh và Truyền Khánh Hòa giải nhì, Viettel giải ba. Khởi tranh từ ngày 23 tháng 8, hội thao lần này thu hút hơn 231 vận động viên nam nữ đến từ 12 đoàn vận động viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu 5 môn: bóng bàn, cầu lông, sút cầu môn nữ, bóng đá nam mini và kéo co.
Hội thao là hoạt động truyền thống của ngành thông tin và truyền thông tỉnh, nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Đây cũng là dịp các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm, qua đó giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.